Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người lại quay lại với channel của Tạo Vlog, và mình là Tạo đây. Chúng ta đến túi tiếp theo nha mọi người. Hai túi ngoài kia là không có cá gì hết trơn nên mình đã cắt nó đi rồi. Đổ được một con rô phi và một con cá chê con. Hai túi tiếp theo đây không biết có cá không đây. Mình nghĩ là cái video này chắc không lên được đâu. Không có cá mú gì luôn. Hôm nãy trời im re, im lặng luôn, tự nhiên mình trống chuồng tới ngoài này cái đổ được hai túi cái nó nổi sóng, cũng khó là khó hiểu. Đằng xa xa thì đang mưa lâm râm nữa rồi. Miền Tây bây giờ tới mùa mưa là họ tí là mưa chứ không cần phải nói, không cần phải thấy cơn mưa đâu, không cần phải cơn đen thui đâu. Ồ, con này có cá này. Tôi thích cái gì phong phóng á nha. Ok duyệt, hai em tròi đó mọi người. Đây là cá mà mình vừa đổ ngoài kia nè. Hai túi, một túi được một bé rô phi và một túi được một bé tròi với lại một bé chê chàng. Mấy bé rô nữa này. Túi này thì mình lại được một chu lươn. Này thấy có tép này mọi người. Mai sẽ đổ bánh xèo tép á. Được, túi này vậy cũng được hai bé tròi này. Hai bé tròi với mớ tép. Cua là một bé lươn, tạm chấp nhận là lươn luôn, đại lẽ chắc. Lỡ mà má mình có coi video, ba mình coi video thấy đổ dớn mà không đại lại là mệt nha. Tại sao không đại lại, cá nó phóng mất thì sao? Đại lẽ chắc mất công mấy đồ phi nó dễ dàng đầy mặt buồn không. Chúng ta lại tiếp tục sang túi tiếp theo. Gió nhẹ nhàng mát hiu 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 hiu. Ồ, đã có mưa lâm râm luôn nha mọi người. Nói mưa là mưa tới liền trời. Hay dữ ta. Nãy là trời yên bị lặng, nó không có miếng sóng luôn đó. Ra tới ngày này đổ hai túi có sóng như là có mưa luôn rồi. Ôi hay thế ta. Miền Tây vào mùa mưa là rất là dễ mưa, họ tí là mưa. Ui tôi vừa mình vừa nghe thấy gì ta, chú rô phi ấy sao chạy nhanh như vậy. À, đây đây đây, một bé phi nữa. Ôi đừng có dậy nữa bạn ơi, hai bé rồi nha mọi người. Hai bé rô phi. Yes. Trời ơi là trời, nó bèo bọt bọt. Lại chẳng cá nó phóng mà này cũng có cá nó phóng. Chúng ta đã tới chỗ tiếp theo rồi mọi người. Gió hiu hiu, trời mưa lâm râm, có vẻ là khá là mát mẻ đấy. Thả
coi xem có cá muối gì không. Lòng tong lâu lắm em mới thấy mớ lòng tong nhảy nhảy vậy mọi người. Này mới ghé lòng tong lên hàng lại rồi mọi người. Mình mới thấy một chú rô mập u lù lặng lậu được nắm lòng tong con. Không được mấy bé lòng tong. Ok thôi mình sẽ cho mấy bạn ít nước. Tung tăng lên nào mấy bạn. Rô phi nhảy ghê chứ này. Mấy bé rô phi lại. Bé rô phi quá khít quá. Mọi người thấy mưa chưa? Mưa gió. Bay bay phun. Phát phun phun phát phát. Nhảm như vậy. Từ tới này tới chứ kít. Tôi này thấy in re mọi người. Không thấy động tĩnh gì hết trơn à. Có nha, này có. Này có lòng tong nha anh em. Lòng tong bay. Chốt nữa mình nghe tin tiếng cái chốt mình nghe ớn ớn sao mọi người. Thấy mấy bé chốt như vậy sang kia. Sao cái này nó khó vậy ta. Những cái lưới này. Trời ơi đang là đẹp. Im re. Không gợn sóng mà bây giờ đã mưa rồi nha mọi người. Thấy mưa lâm đẹp không? Này nước rút chứ ta, này nước xuống nè mọi người. Mai mình được đi tiêm vaccine rồi mọi người. Nghe tiêm vaccine hơi là phê đấy nha. Mày mình tiêm vaccine của Trung Quốc. Đúng là thời tiết ở miền Tây bây giờ tới mùa mưa là như con gái mình tạm vậy. Mới nắng giờ mưa à, chứ không phải là sáng nắng chiều mưa nữa. Ui tí tẻ nha mùa nha. A tỏi. Cái mọi người. Mới thêm một chú cá tròi. Vâng, một chú cá tròi một duy nhất. Hai con chứ lộn. Người ta. Trời đẹp như vậy mà cá không có gì hết tên ta. Im re ta, được hai cái tròi con trời ơi. Nó bèo con bọt. Năm nay hình như là không có cá linh luôn nha mọi người. Đầu mùa đến giờ mình thấy được mấy cá linh con không à. Mấy con luôn, đếm như đầu ngón tay được nha mọi người.
chứ không có nhiều như năm trước. Năm trước thì cá linh khá là nhiều. Năm trước mình còn có cá linh mình nấu lẩu nha. Năm nay đâu thấy hết trơn luôn. Đếm là 1, 2, 3, 4, 5 con cá linh vậy. Năm nay không có tép mấy luôn nha mọi người. Cứ như vậy năm trước là tép rất là nhiều nha. Lúc này là tôi kết thúc nha. Vẫn không thấy gì hết. Không gì biến chuyển mãnh liệt nặng nề chết cho mọi người. Cũng vậy thôi. Một chú cá tròi, một con giun con, một cá rô mê cái lòng tong. Xuống cái chốt. Cá đã ít rồi mày còn nằm chết làm gì nữa. Dớn xong rồi nè, đây là nhân vật chính hôm nay có cá lòng tong là nhiều nhất. Đây, bé này là bé lòng tong này mọi người. Xong tiếp tục hôm nay là có xuất hiện lạ là tép nè. Này, rất nhiều tép nè. Mọi người thấy tép nè, đó. Này là tép trứng, có là tép nhỏ có này. Đây, tép trứng này. Đây là tép thường, tép trứng này. Đây, nói chung là nay là nhiều tép lắm nha. Tép này. Có tép luôn đó. Được mấy bé rô phi nó thôi. Chòi cũng được mấy con. Nói chung hôm nay là thấy tép đồng này. Tép đồng về nha mọi người. Đó này có tép, có chai tép này. Đây có tép rồi đó. Hôm nay mình thấy có tép đồng rồi, ok đó. Đây, thấy không? Tép trứng đồng hoàng này. Đó, bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để cho mình có thêm động lực để đi quay đi đổ dớn nhỏ cho mọi người xem. Đây tép đồng này, trứng đồng hoàng nha. Năm nay thì mình thấy có tép trứng về đây nè. Đó, ok chưa? Tép trứng mỗi năm là về muộn lắm, xong năm nay nó về sớm này. Đây tép trứng này. Đây cá chốt con này, tép trứng tùm lum hết nè. Chỗ này là con bự này. Này nhiều tép trứng, mai chắc làm món bánh xèo tép á. Mời mọi người nha, nhớ đăng ký để ủng hộ mình nha, để mình có thêm động lực để đi đổ dớn về cho mọi người xem nha. Thực sự là cá quý lắm. Bye mọi người nha. Giờ mình về nhà thôi. Chỉ mưa lâm râm rất là mát nha bà con. Tối này ngủ là tới nay ngày mai luôn. À, men vịt tính kiếm ăn gì đây.